Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý thính giả cũng như chư quý đồng đạo gần xa thân mến ha. Được biết hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 niên Nhâm Dần năm 2022 quý vị. Thì được cái nhân duyên lành cho hai huynh đệ chúng tôi, tức là đệ Phước Tới Thiện Nguyện cùng với Nhân Lắm Phật Giáo Hòa Hảo chúng tôi ha. Xin chào các bạn. Chào tất cả quý thính giả, chư quý đồng đạo ha. Thì một cái nhân duyên lành thì chúng tôi lại được truyền miệng qua đồng đạo, có nghĩa là nói ở xã Kiến An quý vị, cách phủ thờ ông Ba 200m ha. Thì ở nhà của chú Út đây, tự nhiên đàn cá tập trung trở về đây cũng gần 2 năm rồi quý vị. Thì hàng ngày du khách cũng như đồng đạo đến đây thăm viếng để xem cá cũng khá đông ha, cũng lai gai hoài ha quý vị. Thì cái thức ăn hàng ngày thì cũng có một số mạnh thường quân cũng như đồng đạo ủng hộ ha, nhưng mà bên cạnh đó thì gia đình cũng lo về vấn đề mua thức ăn để cho cá ăn ha quý vị. Thì một chút lát nữa đây thì chư quý đồng đạo cũng như quý thính giả chúng ta sẽ theo chân Nhân Lắm để coi đàn cá đang được ông chú Sáu ông dục thức ăn cho ăn nào quý vị. Dạ, lên phía phải của chúng ta ha, quý vị thấy nè ha. Thì theo chân thì mình đi xuống đàn cá đi sư huynh ơi. Rồi, vậy đi ha đây. Dạ, dạ. Nào quý vị. Đây là chú Sáu. Chú Sáu ơi, cho con hỏi chú Sáu. À, cái đàn cá này đi về đây tập trung đây lâu chưa chú? Có năm mấy rồi. Dạ. Lúc đầu nó cầm á. Lúc đầu nó quét, bây giờ nó quá nhiều rồi. Bây giờ một ngày ăn 13-14 tấn á. Cải á. Trên 100 tấn cá tại người ta nuôi á, người ta nói mình không rành. Dạ. Cái nghĩa là nó ăn trên 100 tấn cải là hai chú. 13-14 tấn là người ta nói ta nuôi á, nó dạ. 10 tấn là 100 tấn. Dạ. À, nó trên 100 tấn cá. Nó mua được Phật. Thì đàn cá này dài được khoảng bao lâu rồi? Bất sáu. Cả như 2 năm đi. Dạ xin xem 2 năm chắc hai, còn mấy bữa nó 2 năm đi. Vậy là cải thì mình ăn trên 1 tấn. 13 tấn. 13 tấn ha, hết sức nha. Còn cái thức ăn này. Thức ăn 4 con bào, 2 con bào không chừng. Cái nào đây là sư huynh đang còn anh này là đang ai lấy thức ăn ra cho cá ăn. Anh này là anh Út gì đâu phải không? Ừ. Mày mà cái gì? Cái căn nhà này mình có ai ở không Út? Có, mình đi ai sáng đêm mà. Căn nhà này có ai ở không? Mình ở giữ cá, nhà bây giờ nó nhập quá. Đây là căn nhà cá về nha các bạn. Nói nữa đi. Nè, cá tự nhiên về luôn. Tràn vô nhà dân. Giờ nhường cho cá ở luôn. Nè là cô. Giờ bữa nay nước nhiều quá mình không có xuống được luôn à. Nó là nó. Đây cá là rất là nhiều, các loại cá luôn. Cá he thì dinh nhiều lắm. Nhiều lắm. Cá he. Đây, nó lên lại cho coi. Thì sư huynh đang lấy thức ăn ở trong nhà ra để giải cho cá ăn các bạn. Bên đây. Thì cho ăn hoài và nó cũng quen rồi càng ngày càng nhiều. Mình lấy thao thôi. Đây là cái xà lan. Thì được biết là đàn cá này nó đã có mặt ở đây, tức là đến đây đó gần 2 năm rồi quý vị. Thì hàng ngày về vấn đề rau cải này là cho ăn là trên 13 tấn. Còn thức ăn để cho cá ăn đó là 4-5 bao quý vị. Thì ở đây ha, cái thức ăn giả là những rau cải thì cũng được đồng đạo. Đây là cái máy để xay cải các bạn. Ủng hộ ha. Quý vị thấy nè ha.
câu ông bà mình hay nói gọi là đất lành thì chim đậu hết gì. Thì ở đây thì đàn cá này về đây thì cách phủ thờ ông ba chỉ có 200 mét thôi quý vị, cũng rất là gần ha. Đó quý vị thấy nè. Thì con sông này là con sông ông trưởng Sư Quân. À đúng rồi, này là không con sông Dầm Nao. Con Dầm Nao mà để. Này này gọi là con sông Dầm Nao hả quý vị? Còn sống gì hết. Dạ, chứ mới chưa lên. Dân đây có ai mà gìn gìn bắt cá này để ăn thịt không ơi chú Sóc? Cũng lúc đầu cũng có. Có rồi, ha. Sau này bên công an tỉnh nó qua nó can thiệp hết rồi. Dạ. Có nghĩa là nhờ công an tỉnh can thiệp ha. Cái đó là cũng như là mấy chú nhờ hay là tự mấy chú công an đó lại chú đi qua bển. Dạ, qua bển Bình Trình ha. Ừ. Dạ, quá quý cái gì. Đây là khu vực cấm triệt cá này, chú Sáu, lúc ban đầu khi mà đàn cá về á, thì về nhiều không? Số lượng đầu tiên á. Mới giờ nó về cá he với cá chim. Vậy ha. Ừ. Mà số lượng chắc cũng như vừa thôi ha. Ừ. Dạ, rồi lần lần cái về nhiều. Thấy, cũng có nguyện. Nó là cậu con thương mấy cá và lừa bà lừa đây con nuôi cho mà nuôi cá cha. Hậu về cá cha. Vậy đó ha. Dạ, cho nên là chú Sáu cũng cũng như mình nguyện cậu bà cậu ha, nếu mà con về đây thì để cho con cai quản để con giữ ha. Ừ. Dạ quý quá. Thì nghe mấy sư huynh nói là chú Sáu bị thương đó, cái đầu là nguyên nhân gì chú Sáu? Lên máu, chạy xe lên máu té. Dạ. Đi chở nghe nói chở cải. Ừ. Phải không chú Sáu? Thì qua đi cái đó chuyện đó chuyện ngoại muốn là mình đâu biết được, nó xây sẩm ăn màn thắng lại té nghe. Vậy là mình chở cải đem về cho làm cho thức ăn cho cá ăn đó ha. Dạ quý quá cái gì, có nghĩa là lo đây là sư huynh lắm, quần chúng là tình thiên phật ha. Chào quý khán giả như quý đồng đạo ha. Dạ. Cho nên thì nó thẳng ra cá đây giờ nó dữ lắm, cái độ sâu này tới 18 mét, bây giờ trên 20 mét rồi. Là cái độ sâu của nó khi cá tập trung về cái nó làm thêm cái độ sâu thêm á. Không phải ở đây khu sạt lở. À khu sạt lở ha. Ừ. Thì là cá vô có trong nhà luôn. Ở trong nhà quá nhiều luôn các bạn. Nó cửa vô nhà nó vô luôn. Càng ngày càng quen càng về nhiều. Giờ người ở nhà cho cá ở luôn các bạn ơi. Mình chờ xe đang móc chứ đi. Có coi đấy. Đây không? Mình thấy một cái. Cá này là cá thiên nhiên. Cá này là thiên nhiên tự chỗ khác đến hay gì? Tới đây cá thiên nhiên. Đây là sư huynh đang cho cá ăn. Đây là sư huynh lắm. Quá thấy rồi. Rồi đó nữa. Lên, cái này là hộp bự hơn, nó ăn mạnh hơn. Cái cá nó hộp bự nhiều. Thì nghe chú Sáu hồi nãy chia sẻ đó thì cá này lúc ban đầu phải về thì một số người dân cũng hiếu kỳ á, cũng bắt đem về ăn thịt. Rồi chú Sáu thấy như vậy cho nên muốn bảo quản. Toàn ha. Và hiện nay thì cá đã được tồn tại trên dưới gần 2 năm rồi quý vị. Đây là chú Sáu lấy cải về xây cho chú cá cha.
cái máy. Cái máy thích nó cái đường đó. Cái này tao mới cho hay gì chú sao? Lên mấy tấn. Dạ, một ngày cho mình mấy tấn ha.